Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với uh, series giải đáp của kênh giải trí tổng hợp Thì dạo gần đây thì uh, như các bạn đã biết thì mình đã nói rõ những cái video này là những cái video để mang tính chất thủ tục Để xuất hiện cái khuôn mặt của mình nó nhiều hơn trên cái kênh này Và nó thay đổi những cái video cùng tiêu đề lặp lại các kiểu như vậy đấy Và cho nó phù hợp hơn với chính sách của Youtube nó đưa ra Nhưng mình cảm thấy thì cái series này tuy mình không đầu tư nhiều nhưng mà có vẻ các bạn cũng khá là ưa thích những cái kiểu như thế này thì có lẽ là cái kiến thức của mình đương nhiên nó không được nhiều không biết là một số đương nhiên là một số câu hỏi các bạn đương nhiên là mình không thể nào đáp ứng hết để cho các bạn được đâu <laughs> thì bây giờ cũng không mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta đi vào ngay cái phần uh, giải đáp đi mình không muốn làm mất thời gian của bạn nhiều <laughs> này mình sẽ đưa cái hình của mình sang đây các bạn lưu ý là mỗi bạn nên hỏi một câu thôi nhé hỏi nhiều mình không trả lời được để dành cho các bạn khác. Cho em hỏi ý nghĩa của câu ý trời thiên cơ ở đây có phải là ý của ngọc hoàng không vậy? Cái này không phải nha, ý trời thiên cơ đây nó chính là cái 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 cái, cái quá trình mà vận động tiếp theo của thiên đạo ấy. Có nghĩa là cái ý chí của thiên đạo tiếp theo như thế nào? Chứ không phải của Ngọc Hoàng nhé Ý trời thiên cơ đây cũng nghĩa là thuộc về ý chí của thiên đạo Với quá trình diễn biến tiếp theo của thiên đạo như thế nào Nó là gọi là thiên cơ ý trời đấy <laughs> Hưng Quang Lê Em mong é có thể làm top 10 người mạnh nhất Tây Du Ký và Tam Quốc Ừ rồi mình sẽ làm Bạn cứ bình tĩnh Thái Dương chân chân hỏa thì nước nào dập được nước cam lầu không thể dập được đó ok thì tùy ở trong các câu chuyện nhưng mà đa phần các câu chuyện nó viết thì thái dương chân hỏa cái là thái có nghĩa là cái 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 ngọn lửa mà của có thể là của Tam tốc Kim Ô hay 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 là nó đại đại loại như thế. Ờ, nhưng mà nói chung đa phần câu chuyện nó các câu chuyện nó viết thì thái dương chân hỏa hoặc thần hỏa thì nó sẽ mạnh hơn sẽ mạnh hơn Tam uh, muội chân hỏa thì đương nhiên là cái nước cam lộ không thể dập được và nước nào dập được thì có lẽ là nhược thủy. Nhược thủy khi mà à, chúc <laughs> dung và cộng công bắt đầu là húc đổ bất chu sơn để bầu trời sập xuống ấy, để mà bắt đầu nhược thủy từ ngoài không gian tràn vô có nghĩa là nhược thủy có thể gạt dập được mọi thứ hỏa trong tam giới đàn chỉ thần công của lão tà và tại khách ai bá hơn a à, nếu như các bạn nào đã đọc chỉ chính xác cái câu chuyện mà hiệp khách hành thì các bạn biết là gần như tại yến khách đó là về sau như một bản một bản sao của hoàng lão tà nhưng mà yếu hơn thì đương nhiên là đàn chỉ thần công của Hoàng Đạo tả phải mạnh hơn và trong chuyện như nó nói sơ sơ một chút về 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 đàn chỉ thần công của tại khách ngày xưa nó nó là học của từ của hoàng lão tả đấy ý là cũng là được truyền lại từ ngày xưa xưa của hoàng lão tả sức mạnh của con rùa bị nữ oa lấy chân làm cột chống trời A à. trong thì ở cái này tùy ở các câu chuyện nó viết thôi nha các bạn <laughs> có câu chuyện thì nói là nữ oa làm cột chống trời thôi còn lại những cái câu gọi là chống thêm ba cái cột nữa còn một số câu chuyện thì không viết như thế nào cả nó không viết là rùa nào rùa, rùa, hay là như thế nào cả một số câu chuyện nó viết có thể là có cả huyền vũ và đặc biệt có một câu chuyện mà đa đa phần được nhiều người tán thành đó là nữ oa đã lấy con của một trong chín đứa con của rồng đó là bá như là bí hị một số chuyện nó viết là bí hị hai số một số chuyện nó viết là bá hạ nhưng mà nói chung là bá hạ đi bạn hiểu là bá hạ một trong chín đứa con của rồng Đầu uh, thân 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 rùa Nhưng mà là đầu rồng Sư phụ của chấn nguyên đại tiên là ai Cái này nó không có câu chuyện nào viết và Mình cũng không biết Ết ơi sao chưa mở hồi tiếp theo Khắc ám tây du thương không thế giới Cái này bạn lên uh, bên trang đó bạn hỏi nhá. Bây giờ mình không quản lý bên đó nữa Nếu chấn nguyên tử Bị ăn một gậy kim cầu bổng của Tông Cô Không Thì sẽ nào mình cũng không biết <laughs> Trong chuyện nó không hề viết tới Cho em hỏi chấn nguyên tử ở cấp độ nào hả à? Ở trong câu chuyện Tây Du Ký thì nói uh, chấn Nguyên tử ở uh, mức uh, gọi là tổ của địa uh, tổ của địa tiên. Còn sức mạnh ở mức thế nào không biết nhưng mà lúc đó thì có thể là yếu hơn Tam Thanh nhưng mà lại mạnh hơn tôi cũng Không. Có nghĩa là chưa thành thánh được nhưng mà cũng có có lẽ là cũng phải là đại La Kim Tiên đỉnh phong rồi đấy. Sao uh, video giải đáp trước cuối mất tiếng thì do cái lỗi của mic của mình thôi cái đấy là mình chịu. s làm video về nữ nữ oa giết hắc long tế ký Châu a à, rồi rồi từ từ mình sẽ có video những loại ám khí âm độc trong chuyện của kim dung hả à. những loại ám khí âm độc có thể kể ra như là băng phách ngân châm của lý mạc sầu này ngọc phong châm của tiểu long nữ ảo tật lê của a à, ảo tật lê của cái cái của của giang nam thất quái đấy của của ông đứng đầu giang nam thất quái đấy sư phụ quách Tĩnh đấy Uh, kim xà chùy của kim xà lang quân này uh, cũng có thể một số bạn nói là có cả kim theo của uh, đông phương bất bại uh, cũng có thể là một phương pháp chấp nhận được uh, sinh tử phù này đó à và một số ngày xưa một số cái hay thắc mắc á, một số cái diễn đàn bên trung quốc hay thắc mắc cũng là đàn chỉ thần công vừa có thể được xếp vào chỉ pháp là cũng có thể xếp vào ám khí bởi bởi vì đó không phải sự không phải thuần sự nội lực mà vẫn phải sử dụng cái tác động từ ngoại lực đó là lấy một viên sỏi ra nên là đàn chỉ thần công cũng có thể xếp thành một môn ám khí nó lanh quanh đó đó là những cái gọi là ám khí mạnh nhất sinh tử phù nữa theo s ba quân sư nào giỏi nhất trung quốc hả hình như câu này bữa trước bạn này hỏi rồi này mạnh nhất trung quốc thì đương nhiên là có ba người đó tôn vũ theo đánh giá nhà là tôn vũ gia cát lượng và lưu ba ôn để mình coi những bạn nào Coi lại có những bạn nào đã hỏi rồi Thì mình sẽ bỏ qua Tuấn Trịnh cho em hỏi Có phần nào nói về nội lực của độc cô của bạn không hề Trong chuyện của Kim Dung Không có một cái gì Chỉ nhắc độc cô bại sơ sơ thôi Không có nói gì đến những cái Vấn đề khác là nhân vật này mạnh mẽ Hay là có nội lực như thế nào Không hề nói Anh ơi nếu vô danh thần tăng Đấu với Trương Tam Phong Thì ai thắng Nếu mà theo như Kim Dung Theo mình nghĩ là Kim Dung sẽ gương về Trương Tam Phong Chào S cho em hỏi hàng Nga là gậy Hoàng cho Dưới câu này vớ vẩn quá Bỏ qua Hậu thổ năng lực phi phàm Năng lực kém tam thanh một chút là sao Mình không hiểu câu hỏi này Là bạn phải lấy từ trong câu chuyện nào Hay là như thế nào đó Hà hoặc lấy câu nói này như thế nào Câu hỏi này mình chịu này Quang Minh Vũ Em xem trong chuyện nàng tinh vệ Thấy hậu nghệ là con của hình thiên Có đúng thì truyền thuyết không Hoàn toàn không đúng cái này nó chỉ làm theo câu chuyện tuyên hiệp mà mọi người viết ra còn theo sơn hải kinh hay bất kỳ hay là truyền thuyết người hậu nghệ là thực sự là có nhân vật mà gọi là nếu mà theo thần thoại cổ đại hoặc là theo lịch sử trung quốc là có thật đấy nhưng mà con huỳnh thiên là hoàn toàn không phải chỉ có trong câu chuyện nên nó viết bậy viết bạ vậy thôi chứ các câu chuyện khác không có đâu anh ơi chuyện mỹ học vương đại não thơ không có ra tiếp không không ra tiếp chuyện nó phun rồi nhưng mà nó đã phá các bạn các bạn nghe thấy mấy hồi đầu bạn thấy nó đả phá phật giáo không? cái đó là nó nó mang tính chất gọi là rất nguy hiểm về tôn giáo buộc phải bỏ có hay mấy phải bỏ nếu nghĩa quân của lương sơn bạc tống giam hợp lực với nghĩa quân của phương Lạc có đánh thắng quân đội triều đình khả năng cao là đánh được chứ nếu mà lương sơn bạc của tống giang lúc đấy uy hiếp được triều đình là có khả năng uy hiếp được chứ chưa cần liên kết với phương Lạc s làm về thời kỳ long hán sơ kiếp a à, cái này mình đã làm khá lâu rồi bạn lên sợt video ở ờ, thượng cổ tứ đại lưỡng kiếp á, là đã có rồi ngoài thái và địa tạng hậu thổ ai siêu độ vong hồn câu này mình không biết thông minh anh tuần thiên giới là ai sức mạnh thế nào mạnh hơn hồng quân ưu hàm sức à tuần thiên giới là ai hình minh tuần thiên giới mình không biết nhân vật này ngọc đình chân nhân đấu với dương tiễn ai thắng S có khả năng là dương tiễn sẽ thắng đấy bởi 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 vì ngọc đình chân nhân tuy là sư phụ nhưng mà cái chuyện mà học trò thắng sư phụ là chuyện rất bình thường Quang bảo ad cho hỏi cách đăng ký hội viên hả? Bạn qua kênh kia bạn bạn xem kỹ đi là đơn giản các bạn dùng Mastercard. Với lại thẻ Visa bạn nhấn vào nút đăng ký là nhập số là được. Tài mạnh tiền mẹ xanh mẹ độ, ok. Hội Nguyễn. Ad cho hỏi thiên thư là gì? Nguồn gốc và sức mạnh của nó ra sao hả? À? Các bạn hỏi những câu chung chung này khó trả lời hay là trong câu chuyện nào hay là tên rõ ràng thiên thư ở đây à? Các bạn dịch theo tiếng Hà Trung Quốc á, tiếng Hán Việt thiên thư là sách trời đơn giản thế thôi. Mình không hiểu nên câu hỏi nó như thế nào Cho em hỏi chút Ad có biết gì về ngũ tình dũng giả Mình không biết Long tộc rồng nào mạnh nhất hả? Trúc Long mạnh nhất Trúc Long mạnh nhất xong rồi nó có thể đến như là là ứng ứng Long là dưới nữa Nhưng mà giờ Trúc Long là mạnh nhất nha Ad kể tên tốt bảy yêu quái cho Hải kinh Từ từ cái này mình phải nghiên cứu lại Chào Ad À mà không trong cái sơn hải kinh đó là yêu quái nó vô vàn Gọi là mạnh nhất thì khó 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 nói tới lắm Chào S, chúc S sức khỏe Ad, cho hỏi một mình La Hầu Ma Tổ với tiền thường có phá được chu tiền tính đấu đại trận không S Khả năng 90% là là phá được bởi vì Ma Tổ La Hầu là nó là là đẳng cấp của là, gần như là vượt qua thánh nhân rồi. Nói chung là thánh nhân mà có thêm thí thần thương thì phá được chu tiền tính đấu đại trận là chuyện rất bình thường Thái Ất chân Nhân đấu chấn nguyên tử ha Khả năng là chấn nguyên tử thắng bởi vì Thái Ất chân Nhân là dạng như là trong thập nhị kim tiên thôi Nói là vai vai vế và nó kém hơn chấn nguyên tử rất nhiều cho em hỏi xíu vì sao trong phòng thần diễn nghĩa Chu thường đánh nhau gây chết rất nhiều sinh linh? Vì sao Tây Vương Giáo Hảo Thiên đại đế vẫn nhìn? Bạn chí Nguyễn bạn nên về đọc bạn nên về đọc cái ấy đi đọc kỹ lại 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 lại, lại câu câu cái câu chuyện phong thần diễn nghĩa tại vì phong thần diễn nghĩa đã nói rõ ràng là phải có sự giết chóc và những cái nhân vật nào mà bị chết thì sẽ lên phong thần bảng nếu không giết thì làm sao mà mà lên phong thần bảng và đó là hạo, hạo kiếp thôi. Bạn thông minh anh đã hỏi ở câu trên này rồi nhé Câu này mình sẽ bỏ qua thông minh anh nhé Hỏi thông minh anh hỏi trên kia rồi Bây giờ câu này mình bỏ qua Mù ràng nguyễn tại sao Chỉ có 6 vị thánh nhân mà không có nhiều hơn 6 vị hả à? vì sao sau các lượng kiếp lại không người nào chứng đạo thành thánh à tại sao chỉ có sáu vị thánh nhân <laughs> chỉ có sáu vị thánh nhân này nó là nó chỉ viết trong một vài câu câu chuyện thôi nhá, hoàn toàn còn lại những câu chuyện khác nó hoàn toàn là thánh nhân cũng là tùy ở người nào cũng có thể chứng đạo được thôi chứ còn lại mình hiểu bạn Mua ra nguyễn này có nghĩa là bạn đọc một câu chuyện nào mình cũng nhớ nhớ là nó chỉ sáu vị thánh nhân nhưng mà bạn không thể áp đặt một câu chuyện cho các câu chuyện khác còn nếu mà như trong câu chuyện đó thì nghĩ là sáu chỉ có sáu vị thánh nhân có nghĩa là 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 trong tam giới cái thiên đạo nó quy định như vậy có nghĩa là nhiều hơn vị sáu vị thánh nhân thì cái cái mức độ mà linh lực ở trong cái cái khoảng không gian nó nó không 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 thể tiếp nhận nổi sáu vị thánh nhân đơn giản như thế thôi hao trần cho em hỏi nữ oa có pháp bảo nào hủy thiên diệt địa không nếu không tích pháp bảo thì nữ oa có khả năng trên không là sao rồi câu ở đầu này cho hỏi nữ hoa có pháp bảo nào thì diệt địa không Dạng như bảo liên đăng cũng có thể khiến diệt địa được đấy Xem nào Cho em hỏi là sau khi tôn ngộ không thành vạn Phật chi tổ hơn được Phật tổ thôi Cái này bỏ bỏ qua những câu này nhé Tuần thiên giả Mạc xương thủy tôn có ăn được khai tịch giả không À cái câu nào hỏi này như theo trong câu chuyện đó là khả năng không ăn được nhé vì sao đa số độc giả Việt Nam thích mên ăn hành như bên phong thần rồi con hãy bỏ 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 qua đi em nhé. Tà hình vương liêu ma. Chúc sức khỏe. Ok. Cảm ơn bạn. Tên mà giáo đánh bại ngũ nhà kiếm phái lại là một chiêu thức phá hủy hết thảy chiêu nhà kiếm trong tiếu ngạo giang hồ à? À trong câu chuyện đó thì nó không không nhắc tới nên là mình cũng chịu. Sắp có hắc ám Tây Du. Cái hắc ám Tây Du thì từ từ hôm nay bạn bên kia sẽ thông báo. Hôm nay này chính hôm nay bạn lên bạn coi bên live stream bên đó nha Cho em hỏi sát phạt chi thần Gọi là vị 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 thần chủ sát phạt Vị thần chủ giết chóc Cho mình hỏi Lữ Mông sau khi giết cha con quan Vũ Có phải bị tôn quyền hạ độc chết hay không Và mục đích của tôn quyền là gì Cái chuyện mà Lữ Mông sau khi giết quan Vũ Bị tôn quyền hạ độc chết Đó là trong cái bộ phim Tân Tam Quốc 2010, 2010 Còn lại trong chính chuyện của Tam Quốc Tây Dũ Không phải chị không phải chính sử nha, mà trong câu chuyện tam quốc diễn nghĩa thì hình như là không có tình tiết đó ok thịnh thịnh ken lê này tiêu phong với độc cô cầu bại ai có trước dạy s nếu mà theo như trình tự ứa thì tiêu phong có có trước đấy gì đây tê đầy hiếu quan âm bồ tát có phải là đệ tử nguyên thủy thiên tôn không thì nếu mà theo như trong trong cái câu chuyện mà lấy theo logic của công phong thần trên nghĩa phong thần diễn nghĩa thì là phải nhưng mà theo của đạo Phật thì hoàn toàn là không nhé duyên du thủy mỹ s s ơi chuyện kim dung với chuyện cổ long chuyện nào nhiều cao thủ hơn chuyện nào cũng đầy đủ cao thủ hết đó. hơn thì mình chịu tiên ngô s cho hỏi pháp bảo nào mạnh nhất trong phong thần diễn nghĩa pháp bảo nào mạnh nhất trong phong thần diễn nghĩa để mình các bạn phát đảo bản mạnh mấy chờ phong thần diễn Rồi bạn coi uh, 12 pháp bảo mạnh nhất trong phong thần diễn nghĩa đấy mình có có làm rồi anh ơi cho em hỏi tại phong thần diễn nghĩa chuẩn đề đạo nhân được xếp ngang hàng với hồng quân lão tổ vậy ủa không hề bạn uh, gaming amine pop này hoàn toàn trong câu chuyện phong thần diễn nghĩa chuẩn đề đạo nhân làm sao xếp ngang hàng với hồng quân lão tổ được không có chi tiết đó Huyền Vũ này Anh ơi Như Lai Phật Tổ với Ngọc Hoàng Thượng Đế Ai pháp lực cao cường hả Như Lai với Ngọc Hoàng Thượng Đế Ai pháp lực cao cường Nếu mà theo lô logic của câu chuyện của bên Trung Quốc Thì có thể là Có thể là Ngọc Hoàng Đại Đế còn cao hơn đấy Anh ơi cho em hỏi Tại vì Các bạn đừng có thắc mắc vấn đề này nha ở đây nếu mà các bạn giải thích cho vấn đề đạo giáo tại vì chúng đang nói chuyện về đạo giáo và nói chuyện chứ không 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 có nói về chính tôn giáo nha tại vì như trong các câu chuyện thần thoại á thì ngọc hoàng thượng đế chủ quản tam giới còn bên tây phương giáo chỉ chủ quản một phương thôi là nằm một trong ngũ ngũ lão và còn dưới cả hoàng thượng đế cơ anh ơi cho em hỏi nếu thiên sơn đồng lão vô nhai tử lý thu thủy vô danh thần tăng thì ai sẽ mạnh hơn thì đương nhiên là vô danh thần tăng rồi hậu nghệ sau khi hạ chín kim ô không thấy nhắc đến trong các chuyện về sau phải chăng đã chết nhiều người bình thường à trong các câu chuyện thần thoại xưa thì hậu nghệ sau khi hạ chín kim ô thì bị đế tuấn và đồng hoàng thái nhất giết chết bởi vì chín kim ô là con của đế tuấn long tổ phượng hoàng kỳ lân tổ mạnh tới đâu có hơn tam thanh a à, cái câu này thì nó là gần như là một cái ở thời viễn cổ rồi mạnh hơn tam thanh chắc không mạnh hơn đâu bởi vì long 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 tổ với kỳ lân tổ một số câu chuyện thì còn về sau bị 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 đế tuấn với thái nhất liên hợp giết chết mà Ad âm cho hỏi ai mạnh nhất trong thập nhị kim tiên? Tu vi của người đó mạnh nhất trong thập nhị kim tiên à? Mạnh nhất trong thập thập nhị kim tiên thì mình cũng cái này mình, À các bạn coi uh, cái video mà uh, thập nhị kim kim tiên của mình đó như mình đã nói rõ ràng phần thứ 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 bậc hình như là quảng thành tử Quảng thành tử hay hoặc là xích tinh tử gì đó. Nếu lữ bố và hạng vũ bèm nhau thì anh nghĩ ai thắng? Giời, hạng vũ thắng chắc lữ bố là dạng thất phu mà sao thắng nổi? nhưng mà đương nhiên là nếu so sánh về võ võ lực là người ta thường hay lấy Lữ Bố và Hạng Vũ, tại vì như này. À, nói về ngựa thì Xích Thố với lại à, Ô Truy thì ngang ngang nhau. Đấy nói về sức khỏe với lại kia thì cũng ý là sức khỏe không dám nói nhưng mà đấy là nói về ngựa này, nói về binh khí thì Lữ Bố có khung Phương Thiên Họa Kích cũng khá nổi danh, còn Hạng Hạng Vũ thì có phá trận bá vương thương rồi cách ăn mặc, cách chiến đấu sao trường như nhau nhưng mà nói về đánh nhau Hạng Vũ đó là chiến thần của Trung Hoa rồi. Lữ Bố hạng thất phu chắc chắn đánh không lại rồi. Và trong một số cái điển tịch lịch sử thì nó ghi chép rõ ràng là hạng hạng vũ một trận đánh giết cả hàng trăm người đó là trong lịch sử họ ghi lại chứ hạng lữ bố tuổi tuổi gì đánh chết vài người là giỏi rồi các cảnh giới tùy tâm sở dục lô hỏa thần thanh đăng phong tạo cực khác nhau như thế nào à câu hỏi này thì cũng không có khó khăn đâu các bạn sẽ phân ra tùy tâm thở tùy tâm sở dục ấy là cái cảnh giới tùy tâm sở sở, sở dục nói về dạng như là 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 là, là, là cách sử 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 dụng gần như cách sử dụng binh binh khí vậy đó cách sử dụng những binh khí hay những cái gì vật tùy thân bên người như là sử dụng kiếm đến mức tùy tâm sử dụng này hay sử dụng ám khí đến mức tùy tâm sở sử, sử, sử dụng như gọi như là kiểu như là, là 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 tiểu lý vi đao đấy kiểu như là cũng gần như là kiểu như là có thể nói là tùy tâm sử dụng đấy kiểu như là có dùng chân dùng tay dùng thế nào cũng phóng được lô hỏa thần thanh là nói về gần như là chiêu thức võ công đấy hoặc là lô hỏa thần thanh là nói về sử dụng đến một môn môn võ thuần thục một môn võ như là luyện đọc câu cử kiếm ấy lô hỏa thần thanh hay luyện môn võ nào đến mức lô hỏa thanh là gần như mức gọi là cao nhất của cái môn đó còn đăng phong tạo cực là nói về gọi như là về nội lực đại đại loại như vậy các bạn phân ra như thế nó nó dễ hiểu thôi có nghĩa là tùy tâm sử dụng lô hỏa thần thanh đăng phong tạo cực là cảnh giới cao nhất nhưng mà nó xét về khía cạnh là binh khí này môn võ công và nội lực đấy đại loại dễ 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 hiểu s cho hỏi bồ đề tổ sư rốt cục là ai gì xem câu trả lời của ai đây không 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 thấy s cho hỏi bồ đề tổ sư rốt cục là đệ tử của ai à? cái này không biết trong câu chuyện của ngô thừa ân không hề nói tới cũng không có cơ sở nào để đoán các bạn à các bạn thái thái vũ tiến này gần như trả lời đúng cho các bạn rồi này. này. Đây, Thái Vũ Tiến trả lời khá là ok đây. Ừ, gần như là chuẩn rồi đấy. S cho em hỏi, bột rồi, bỏ qua này. Chào anh, cho em hỏi, cộng công sau khi làm gãy trụ chống trời đã đi đâu hả? À, cộng công sau khi làm gãy trụ chống trời, thì về sau là... Hình như là về về sau gạo dạng như kiệt lực mà chết cùng với mấy cái tổ vu ấy thì phải. Một số chuyện viết thế còn lại đa đa... Đã... Như thế nào thì mình không không dám ý là cũng... <laughs> Thường là trong các chuyện nó chỉ viết đến đó thôi Có thể các bạn một số câu chuyện nó viết là về sau cũng kiệt lực mà chết Còn lại đa phần câu chuyện viết nào thì cũng không không có nói rõ Em nhắc lại cho em 4 trận đại chiến từ thời Hồng Hoang đi Em tìm nhiều, nhiều quá Ok xem câu trả lời của một bạn này thế nào đây Long Hán yêu vu phong thần không đúng Đó đầu đầu tiên là Long Hán sơ kiếp này Sau đến uh, vu yêu đại chiến Và sau đến chắc lộc chi chiến sau đến phong 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 thần còn Tây Du thì nếu mà nhắc vào Tây Du cũng là một lượng kiếp nhưng thế thì phải nói là ngũ đại lượng kiếp nhé. Còn nếu mà lượng kiếp đó là thay vì Tây đương nhiên là Long Hán sơ kiếp đến Vũ Yêu và đến Trác Lộc, Phong Thần và Tây Du là cuối. Thường thì người ta không thêm Tây Tây Du ở đâu nhưng mà nếu mà thay thêm Tây Du lượng kiếp thì phải là ngũ đại lượng kiếp. Cho em hỏi tiểu vô tướng công với đầu truyền tinh di cái nào mạnh hơn hả? À, nếu mà nói về câu câu này thì theo mình nghĩ là tiểu vô tướng công sẽ mạnh hơn bởi vì nếu bạn nào đọc kỹ chuyện kim dung thì cái đầu chuyển tinh di không phải là cái bắt chiếc võ công người khác nha nếu bạn nào đã đã học à đã đã đọc chính xác cái bộ mà thiên lắm bộ thì đầu chuyển tinh di không phải là bắt chiếc mà dạng như nó là một cái thứ để xoay chuyển và phản đòn lại ví dụ như trong câu chuyện viết rõ ràng nếu như mà bị nhà nếu như, như một người nào đó mà dùng cái chiêu kiếm nào đâm vào cổ của nhà mậu dung thì sẽ bị cái chiêu thức đó nó lật ngược lại và đâm thẳng vào cổ mình đại loại như thế các bạn nếu mà đọc kỹ thì sẽ biết gì đây a à, bác miền núi sư thanh này theo s thì hóa công đại pháp của đinh xuân thu mà đấu với hấp tinh đại pháp a à, đây là một câu hỏi rất là hay này từ đầu đến cuối mình mới thấy một câu hỏi khá hay như thế này chứ còn lại bình thường toàn câu dở dở không phải dở nhưng mà nói chung là không hay câu hỏi này khá hay này theo s thì hóa công đại pháp của đinh xuân thu đấu với hấp tinh đại pháp nhậm ngã hành icn hai ok chuẩn luôn này, hai môn này đều là phiên bản lỗi của bác Minh Thần Công, cái này là chuẩn này. Xem bạn ông nào <laughs> trả lời dưới. Rồi, cái này là cũng cũng đúng đây, đã ném trả lời khá khá đúng này. Bạn đã ném như những trả lời mấy câu trên nhưng mà rồi đây, mình sẽ chính xác câu hỏi này một câu hỏi khá là hay. Bây bây giờ chúng ta ở đây này, hai môn này đều là phiên bản lỗi của bác Minh Thần Công là hoàn toàn là chính xác rồi. Nói lại loại bác Minh Thần Công là thứ nhất mình nhắc lại này để mà làm rõ cái câu hỏi mà ai sẽ ai thì chắc chắn ở đây có thể khẳng định một điều hóa công đại pháp của đinh xuân thu sẽ mạnh hơn thì từ từ mình sẽ giải giải thích như thế này đầu tiên các bạn coi bắc minh thần công nha bắc minh thần công là nó thứ nhất là vừa hút được nội lực người ta và nó trung hòa luôn nó trung hòa luôn và có thể sử dụng được còn hấp tinh đại đại pháp của nhậm ngã hành khi hút vào á khi hút khi hút vào thì kiểu như là cái nội nội lực của đối đối phương ấy, nó không có tinh thần và khi hút vào người mình không thể tự trung hòa mà nó sẽ bị uh, gọi là uh, gọi 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 là phản phản phệ đấy gọi là phản phệ nhưng mà ở các bạn uh, vì sao lại nói cái hóa công đại à phải nói vào một chút xíu về hóa công đại pháp đinh xuân thu hóa công đại pháp của đinh xuân thu là như là hóa giải nội lực của người người khác nhưng mà thêm vào trong trong đó là có độc tính nữa đại loại như thế vì sao lại nói cái hóa công đại pháp của đinh xuân thu mạnh hơn hấp tinh đại pháp nhập ngã hành thì bạn coi ở trong Tiếu hạng giang hồ hấp tinh đại pháp của nhập ngã ngã hành khi mà đấu với lại uh, trường môn của phái tung sơn là tả lãnh thiền thì gần như đã bị khắc chế rồi tả lãnh thiền lúc đó dùng một môn gọi là gì ta trong chuyện nó viết gọi là hàn băng chân khí và sau này hàn băng chân khí mà luyện đến mức độ nhất định có thể phát ra trưởng gọi là hàn băng trưởng thì có nghĩa là khi mà hấp tinh đại pháp hút hàn băng chân khí vào vào, vào người nhập ngã hành á, thì là bị uh, đông đông cứng nội lực và không sử dụng được nữa đấy mới chỉ là đông cứng thôi nhá nghĩa là đông 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 cứng nghĩa là sau một thời gian khoảng là vài canh giờ hay là một hai ngày thì nội lực lại có thể điều tức lại được đấy nhưng mà đối với hóa công đại pháp của đinh xuân thu á có nghĩa là hóa công đại pháp của đinh xuân thu mà nhậm ngã hành mà hút vào á, thì sẽ chứa trong độc có chứa độc dược trong đó và dẫn đến chết thứ nhất là bị mất đi nội lực và thứ hai còn dẫn đến chết nữa đó và có độc và độc của đinh xuân thu thì gọi như là nhập ngã hành thì không có đủ đủ tuổi rồi và thế thứ hai là nhậm ngã hành nếu mà hóa công đại pháp của đinh xuân thu là chưa cần đối phương hút vào mà đinh xuân thu là đẩy vào người ta luôn mà đây nhậm ngã hành dùng hấp tinh đại pháp mà hút vào nữa thì càng chết nữa đó nên là cái chuyện mà hóa công đại pháp của đinh xuân thu thắng cái hấp tinh đại pháp nhậm hành là một trăm phần trăm các bạn phải hiểu như thế đó là nó là tuyệt đối luôn đây một câu hỏi này khá là hay Tí nữa mình sẽ đưa nó lên tiêu đề luôn Bắc Minh thần công của đoàn dự có thể hút được nội công của thành phá thiên khả năng là không nha các bạn nhé ở ờ, trong cái mình Bắc Minh thần công như nó nó nói chung là hút cái loại nội lực quái được nhưng mà đương nhiên là nó phải có sự chênh lệch về nội lực ít thôi có thể hút được người bằng hoặc ít hơn mình chứ nội lực cao cao cực như thành phá thiên tu tiên hút không nổi cho em hỏi có thể có, có thể bắt cầu để so sánh võ lực tôn kiên tôn sách thái sự từ không không có tính chất bắt cầu nào rồi từ từ thì mình sẽ làm vô về mấy cái vấn đề này anh ơi cho em hỏi tôi luyện bao lâu trở thành thánh nhân là người bình thường còn có cốt tiền <laughs> bạn này nhiễm bạn này nhiễm ấy quá rồi chắc có lẽ là không có đâu mình mình muốn hỏi một câu từ từ để mình coi lại chất lượng âm thanh xem thế nào nha mình muốn hỏi một câu khi Thái thượng lão quân thi triển phép nhất khí hóa tam thanh gõ đầu Thái thượng à thông thiên giáo chủ một cái trận thu tiên cần bốn thiên tôn chấn bốn cửa nếu Thái thượng lão quân dùng á à, chấn ba cửa còn lại có được không? Bởi vì phép các bạn phải hiểu là uh, khi thi triển nhất khí hóa tam tam thánh ra ba ba người ba người này thì một số bạn thì nói là nó là phép phân thân nhưng không đúng phân phân thân phân phân ra thì sẽ bị yếu đi nhưng mà nhất khí hóa tam thanh là một số câu chuyện khác nó viết rõ hơn cũng là nhất khí hóa tam thanh này khi phân ra thì ba người đó có có thực lực mạnh như thái thượng lão quân luôn y hệt và không mất tí nào nhưng mà cái thời gian duy trì không được lâu nên là không 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 thể dùng như vậy được nha escharm hỏi nếu như quách tĩnh không chết không bận đánh trận thì so cùng với đoàn dự cảnh giới ai cao hơn có hai vợ chồng giúp đỡ <laughs> cái câu hỏi này nó rất đơn giản thôi chắc chắn là đoàn dự mạnh hơn rồi Quách Tĩnh không thể nào so với Đoàn Dự các bạn nhé. Bây giờ các bạn có thể dùng tính chất bắt Cầu nó đơn giản như này. Quách Quách Tĩnh về sau là cũng gần như là mạnh nhất Hoa Sơ Luận Kiếm. Nhưng Quách Tĩnh tuy mạnh nhưng là có thể mạnh hơn Nhất Đăng một tí xíu rồi. Nếu mà Quách Tĩnh giết chết được Nhất Đăng thì Quách Tĩnh chắc cũng trọng thương. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng Nhất Đăng Đại sư chỉ luyện thành võ công chủ yếu nhất đó chính là nhất dương chỉ luyện đến gọi lâu hoàn thần thanh nhất dương chỉ nhưng mà nhất dương chỉ thì không thể so với lục mạch thần kiếm nhất dương chỉ là cảnh giới cái 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 bước cần để cần cái bước cần có để luyện thành lục mạch thần kiếm thôi nghĩa là cái bước đầu tiên để mà luyện thành lục mạch thần kiếm thì phải luyện được nhất dương chỉ đến cái mức độ gọi là cực cao đi thì mới bắt đầu có thể bước vào cảnh giới đầu tiên của lục mạch thần kiếm đó nên là cái, cái quách tính thì hoàn toàn không thể so với đoàn dự được các bạn nhé đơn giản như thế thôi Xét về vai vế thì thấy ất chân nhân có cao hơn quan âm và tổ không? Xét về hoàn toàn không các bạn nhé. Có thể cao hơn quan âm nhưng không so với tổ được. S cho em hỏi. Nếu... Rồi mình trả lời một câu không trả lời hai câu nhé. S cho hỏi nếu đơn... Nếu đơn đã độc đấu thì những ai có thể đánh bại và giết chết Hồng Quân, Lão, Lão Tổ gần như là không có ai. À có một nhân vật có thể nếu mà dạng có một nhân vật duy nhất có khả cơ may đó chính là gì ta đó chính là là la hầu ma tổ còn những là âm 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 dương lão tổ càn khôn lão lão tổ thì gần như là ngang ngang thôi rồi câu hỏi đó là một câu hỏi duy nhất còn hai những câu hỏi này bỏ qua hết tại mình đã nói rồi mỗi người trả lời một câu thôi s sức khỏe dạo này hết hơi ốm rồi ok s đánh giá sao về tôn quyền so với tào tháo và lưu bị rồi, ok. S đến giờ một câu hỏi cứ một người một câu hỏi thôi. Thì, thì thì tùy ở các bạn trong những câu hỏi này nhưng mà nếu mà như cá nhân mình nhá thì tôn quyền giỏi kiểu tôn quyền, tào tháo giỏi kiểu tào tháo và lưu bị thì giỏi kiểu lưu lưu bị như vậy thôi. tôn quyền đây là một người gọi là quản quản lý đất nước rất giỏi, tào tháo là người đánh trận giỏi còn lưu bị là dùng cái gì ta gọi là cái nhân nghĩa giỏi, mỗi người giỏi một kiểu. Trong thần điêu hiệp lữ ở dưới cổ mộ vương trùng dương chỉ để lại một phần của ok Quá cuột cùng để học một phần Thế mà sang ỷ thiên đồ long ký hoàng sa lại học được cả bộ Ơ cái chi tiết này không đúng này Trong câu chuyện nó không hề ghi lại là hoàng sa học được cả cả bộ bao giờ Nó chỉ nói là hoàng sa học học được gọi là từ, gọi là cao hơn chu dĩ nhược Chứ còn lại nói là học được toàn bộ không có Không có nha Chào S cho mình hỏi một câu phim truyện làng nàng tinh vệ lấp biển dựa theo Sơn Hải Kinh Vào thời viêm đế nói hậu nghệ là có cho hình thiên hoàn toàn Cái hoài hoàn toàn sai nhé Phim nàng tinh lệ lấp biển dựa theo Sơn Hải Kinh Dựa theo Sơn Hải Kinh đến nó 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 chỉ lấy những cái tên nhân vật có trong Sơn Hải Kinh thôi Còn Sơn chẳng có Sơn Hải Kinh nào viết là, là 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 là, là, là hậu nghệ là con trai hình thiên hết Rồi Vũ Dương Vũ quan điểm của anh thế nào về chính tà đúng sai Ôi như câu này sao mà nó rắc rối thế nhỉ chính tà đúng sai tùy ở trong các tiểu thuyết tại sao các bạn bạn viết là các bạn thấy như thế tại vì trong cái tiểu thuyết họ thích viết như thế bởi 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 vì đây là người viết mà chúng ta thì thường thích ra những cái phải tà phải thắng chính phải đi đi ngược lại thì chúng ta mới thích thôi nó nó, nó dễ hiểu như thế thôi cái câu hỏi này nó cũng không có gì ghê lắm đâu quan trọng là nó đúng theo thị hiếu của độc độc giả họ phải viết như thế thì độc giả họ mới theo thôi còn chúng ta đừng có suy nghĩ về cái vấn đề gì cao siêu chính tà tổng lum la nó không tốt đâu sống tốt là được rồi <laughs> Ok xin chào tất cả các bạn nhé Có lẽ là mình trả lời đến đây là mình cũng mệt mệt rồi xin uh, chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo